bật lối đường đi đến Phật tiên, muôn kiếp vẫn còn nguyên tại thế. Khổ này qua khổ kia liền kề, lẫn hợp trong bể sổ không ngừng, càng ngày càng u ám tinh thần. Không còn sức quầy chân trở lại, khi có cuộc tan điền thương hại. Các nạn tai đổ dải trên mình, thân sống cam trôi nổi linh đinh, linh hồn cũng gặp gình mây gió. Sống hay chết vẫn nằm trong rõ, bị nghiệp mê lôi cổ đi luôn. Mang lấy thân sống dải chết cuồng, chịu đựng kiếp vào trần ra khổ. Lăn lộn mãi sớm khai chiều đổ, mang mệnh đời nay đẻ mai chôn. Lo miếng cơm chạy chót bọn chồn, vì manh dại cuối lòn bận rộn. Lúc nào cũng lo như bị nhồn, sống trong đời hỗn độn đua chen, chỉ làm cho tâm trí tối đen. Chung cuộc vẫn đem chôn xuống đất, có cảnh Phật còn hoài không mất, mà không tìm qua được cho an. Ấy là điều cần phải tiếc than, cho lòng của thế gian mê muội, nên xét kỹ để lo cải hối. Đuổi theo cho kịp chuỗi ngày qua, mượn thuyền từ vượt cảnh phong ba, để kịp hội long qua kỳ tới. Trong thiện tính nữ nam các giới, ráng tu cho Phật hội tên đề. Nếu không ngồi chính phẩm liên quê, cũng ráng được giữa kệ thánh vị, thân tử để được tròn đạo lý. Phận tổ thầy cũng phí lắm quyền, là những lời của Phật muốn truyền. Xin nhờ khách hữu duyên nhắc lại, đây liền cúi đầu vâng lời dạy. Mượn bút nghiêng kể lại như trên, mong người đời chịu khó đọc lên. Rồi suy nghiệm hư nên tường tận, lo tu niệm một lòng tinh tấn. Cho tâm hồn được sáng suốt ra, cõi Di Đà được biết lối qua. Đường giải thoát thấy ra tỏ rõ, về tịnh độ cho thân hết khổ. Lên niết bàn hầu có an cư, được kim thân bất hoại bất hư, được bổn tánh chân như thường trụ. Được tự tại tự do tự chủ, được khỏi dòng sanh tử luân hồi, được ngồi yên trên sen báo vui tươi. Được thông làm đất trời vạn vật, được còn mãi chứ không hề mất. Ấy là điều đây rất ước mong, xin thiện nam tín nữ đại đồng. Ráng tu được thành công đắc quả. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô
thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cúi lại đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng thọ trì sám văn hiện đạo, trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Thị dân giáo lý phần thần cơ thật luận, từ xa bóng có luồng gió nhẹ, nghe toàn thân mát mẻ vô cùng. Tự thấy mình mở quát hung trung, liền có vị Pháp Long bước đến. Phòng vắng lặng không hương không nến, chỉ lấy lòng tiếp kiến với lòng. Dùng nhiệt tâm thai nén hương nồng, đem thành ý thế chung nước là. Lòng vui vẻ bút không thể tả, rồi cùng nhau hỷ hạ tách chân. Trong khắc kỳ đến chúng Kim Sơn, cúi đầu trước Thế Tôn bái tạ. Nhờ ân đức từ bi hỷ xả, giải pháp màu cảm hóa chúng sanh, bớt khổ sầu thế giới cạnh tranh, cho thiên hạ thái bình an lạc. Phật như đã rõ lòng khao khát, liền nói cho bi pháp diệu quyền, rằng hôm nay vì mở phước điền mới gọi khách hữu duyên lại đau. Chúng sanh dần sống trong mộng ảo, kiếp người đời như thảo thượng sương, sự nhân từ ít kẻ chủ trương. Việc báo ác nhiều phương cổ dò, mạng đã ngắn càng làm thêm nhỏ. Sự mê lầm còn có chi hơn, người đã không còn bị nghiệp vương, rất thương kẻ đang cơn liễu điều. Cái chết vốn là nơi kết liều, khách trần gian chung chịu như nhau. Sinh ra thì có tử theo sau, không thể trốn nơi nào cho khỏi. Sanh tử bởi nơi tiền nghiệp gọi, người còn gây còn phải trả đền. Giống đã gieo người dẫu có quên, đúng ngày tháng mọc lên nhất định. Trước
không chịu để lầm lo tính, sao muốn ngăn dừng cũng không xong. Nghiệp đến rồi giàu bậc tiên ông cũng phải chịu chứ không tránh khỏi. Như lời Phật đã vừa mới nói, giống đã gieo không gọi cùng lên. Nghiệp tạo rồi tuy đã bỏ quên, đúng giờ khắc tự nhiên nó đến. Nghiệp lực mạnh rất vô bờ bến, ngàn muôn năm cũng chẳng mất đâu. Giống nghiệp càng châm gốc rễ sâu, càng nảy nở dài lâu khó nhổ. Nghiệp càng lắm càng nhiều đau khổ, dai cho nhiều phải trả lời nhiều. Nở hồng trần chẳng lúc nào tiêu, vậy oan trai cứ đeo buộc mày. Năm tháng vẫn dích trong khổ hải, kiếp đời lăn lộn mãi sông mây. Đường Tây Phương bật lối trở về, nẻo địa ngục giàu ra mòn gót. Chịu hành phạt đã không còn sót, cửa luân hồi chưa vượt khỏi qua. Nghiệp chẳng còn đành phải sanh ra, mang lấy kiếp gọi là sanh vật. Lo thân sống nào ăn ở mặc, nào lợi danh nào vật dục tình. Rồi sanh lòng bảo thủ lấy mình, việc chi cũng muốn trên hơn cả. Tánh ích kỷ sanh ra nhân ngã, khiến cho người nổi giả cạnh tranh. Thấy ai hơn có ý ghét ganh, thấy ai kém sanh tình hung hiếp. Hổ tham chẳng bao giờ phủ liếp, tâm tham danh tham sắc tham tài. Ba điều tham thiên hạ đáng sai, đa số khách trần ai đều bị. Nếu chẳng dứt được lòng ích kỷ, thì chứng tham khó trị cho lành. Hễ tham danh thì khổ vì danh, chữ danh nó gần bên tài sắc. Danh có được sắc tài liền bắt, tài được rồi danh sắc nó theo. Sắc có thì danh lợi nó đeo, danh tài sắc ba điều dinh liêu. Dướng một cái cả ba cái níu, ngã bên nào cũng chịu khổ sầu. Vượt ra ngoài có mấy ai đâu, rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ. Đạo cốt nhục nở đành chia rẽ, tình đồng bào sâu xé nát tan. Cũng vì danh vì sắc vì vàng, làm cho kẻ tham gian tôi mắt. Mê danh lợi lắm người phản tặc, đâm sắc tài nhiều bậc dông ân.
biết bao điều thảm sát bất nhân, vì tài hoặc vì danh vì sắc. Nếu chuyện lớn nước nhà sanh giặc, còn nhỏ thì thù ghét chóm riêng. Khắp quán cầu thiên hạ đau điên, vì tài sắc vì danh lợi cả. Tánh ích kỷ với lòng nhân ngã, mưu lợi danh mưu cả sắc tài. Người giết người chẳng biết gom tay, bạn phản bạn quên ngày hậu nhật. Trai bất nghĩa gái không hạnh đức, chồng bát tình vợ thất tiết trinh. Trò phản thầy tớ hại chủ mình, cũng vì sắc tài danh phần lớn. Mình sung sướng mặt người đau đớn, thấy của ai cũng muốn lâm le. Lời nói lành chẳng để tai nghe, thấy việc phải không hề bắt chước. Vì ích kỷ chẳng vui làm phước, vì ngã nhân muốn được phần mình. Tao muốn ngàn tội ác tại đình, cũng vì lợi vì danh vì sắc. Người đối xử với người khe khách, người nhận tâm lừa gạt lẫn nhau. Chẳng phải vì ích kỷ hay sao, quyền lợi đụng chạm nhau do đó. Muốn danh vọng muốn nên giàu có, muốn cao sang vợ đẹp con xinh. Muốn cho ai cũng phải phục mình, muốn mình sống mặc tình ai chết. Càng muốn mãi muốn hoài không hết, các việc do lòng ích kỷ sanh. Giữa loại người đủ mặt cạnh tranh, vì muốn lợi cho mình làm trước. Mình muốn được thì người muốn được, mới gây ra các cuộc đấu tranh. Kẻ được thì đủ cách giữ canh, người bị mất cố tình lấy lại. Kẻ nay thắng kế mai lại bại, người bại nay nhưng lại thắng mai. Thua trần thắng được cũng cày mài. Xét cho kỹ có ai sung sướng, chỉ tạo lấy thêm nhiều nghiệp chướng, làm cho đời khổ lớn thêm ra. Danh lợi mua bằng cách thù hèm, thà không có còn êm hơn có. Vì sự sống diệt chia cũng mó, ấy lầm to nào có khôn ngoan. Lợi cho mình mà hại nhân gian, cái lợi ấy chỉ làm tuyết lộ. Nghĩ đến chuyện đấu tranh lưỡng hồ, tất không vui làm khổ cho ai. Nếu để lầm nghĩ đến ngày mai, sẽ không thể nhúng tay việc ác. Luật nhân quả thẳng tay trừng phạt, vô luận ai tạo tác bất lương. Muốn thị làm chẳng chịu suy lượng, dễ đưa tới con đường tối lồi.
biển sâu rớt luôn công bơi lội. Tội ác lầm khó nổi gỡ ra, vui nhất thời để khổ lâu xa. Sự vui ấy chỉ là thuốc độc. Chúng sanh biết bao điều thảm khốc, vì ham vui trong chốc lát sanh. Cần nghĩ suy rồi sẽ thi hành, tranh bá lợi mồi danh câu nhự. Hành thiện sự hay là ác sự, là nguyên nhân vui khổ trong đời. Mặc dù là một việc nói chơi, cũng ảnh hưởng cho người sâu sắc. Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho mình. Đừng để cho thị dục lừa mình, cùng canh thư cảm tình vũ dỗ. Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân. Đem lời danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ông tay áo. Danh mà chẳng danh là chánh đạo, lợi mà không lợi hao mới chân. Xác phàm phu mà giả thánh nhân, ở trong tục nhưng lòng tại ngoài. Thanh ác lấy lòng từ đổi lại, tình yêu riêng đem cái yêu chung. Tha đói nghèo việc quay bất tùng, cam rắc lạnh chớ không lừa đau. Không những đối người nhà ngay thảo, đối với ai cũng hảo tấm lòng. Người lạ quen đều xử chi công, biết tha thứ hơn lòng cố chấp. Các việc ngay chú tâm rèn tập, lợi danh đâu dẫn dắt đường tàn. Đừng quên rằng giúp đỡ người ta, tức là việc giúp cho mình đây. Của người khác mà mình cướp lấy, chính là mình phá hoại của mình. Sách có câu trời rộng thinh thinh, mà chẳng lọt mái lòng ca nhớ. Tưởng ích kỷ ruộng vườn rộng mở, có ngờ đâu thêm nở lâu đời. Bữa nay cười để chịu khóc mới, đa số kẻ sống đời như thế. Tham danh lợi lỗi lầm bất kể, mê sắc tài tội lễ chẳng màng. Ấy phần đông của kẻ thế gian, chịu thống khổ nguyên nhân gì đó. Thân tứ đại cuối cùng phải bỏ, tạo tác chia việc khổ vào mình. Sương nhất thời để khổ hẳn nghìn, là việc của chúng sanh thường tạo. Nuôi thân sống bằng vô nhân đạo, thân sống kia trên giáo trên gươm. Đâu an toàn đâu được quý thơm, mà lắm kẻ to mồm khoe sắc. Đời đã thấy sớm còn tôi mất, càng bất lương càng chuốc quả sầu. Tưởng rằng thừa nước đục thả câu,
chẳng dè có kẻ sao đến thọp thay nước, chứ tưởng là dễ hớp. Lợi nằm ngay trước mắt khó ăn, lòng dục nên tìm cách cản ngăn. Chớ ham việc lợi danh mang quà, bụng khi đói ngậm mồi khó nhà, nghèo gấp tiền chẳng mó dễ chi. Cá mắt câu cũng bởi thế ni, người phạm tội cũng vì lẽ ấy. Khi thèm khát nhịn đi ít thấy, lúc say mê dừng lại mấy ai, phần đông theo sở dục hằng ngày. Muôn chi cứ làm ngay chẳng xét, biết chung ghét vẫn làm cho ghét. Không cần ngày mai mốt ra sao, để cho lòng tham dục túng thao. Hiện thời có biết bao nhiêu kẻ, có vợ chinh muốn thêm hầu lè. Được tình nhân muốn bẻ thêm duyên, thấy lòng người không lúc nào yên. Sự ham muốn lưu truyền như vườn, chữ tài sắc lòng thường mơ tường. Việc lợi danh mở miệng nói luôn, nở hồng trần chẳng lúc nào xuống. Tâm trí mãi điên cuồng danh lời, xong tội nọ tội kia liền tới. Hết tù này cái đổi lao kia, tự khóa thân rồi tự liền chìa. Cứ như thế kéo lê kiếp sống, đời này chẳng làm nên trò trong. Kể đời sau cũng hỏng hư luôn, đã trải qua số kiếp dư muôn. Nào khắc giống giả tràn xe cát, tưởng là giấu được điều tội ác, đâu ngờ gây nên kiếp trầm luân. Lo thân mà trái lại hại thân, chỉ một khổ làm thêm mười khổ. Bị mọi cảnh trần gian cam dỗ, làm mê tâm của kẻ tham gian. Gần xuống mồ lòng vẫn còn ham, đeo danh lời như sám khó gờ. Cũng vì thế mà không hết nợ, vừa chết xong liền trở lên ngay. Dạy đâu thì trả đó không sai, kể sau hết hình hài quá bao. Vui hoặc khổ đều do nghiệp tạo, giàu hay nghèo chớ bảo không căng. Hễ trồng tre thì có lên măng, làm ác tất phải mang quả ác. Chớ coi nhẹ những điều tội ác, phải quan tâm đến các hành vi. Vì rằng trong hành động chi chi, chung cuộc sẽ hồi quy lại hết. Việc chi dẫu lắm lòng mê mệt, cũng cần nên nhiều ít xét suy. Tránh đừng cho tai họa hồi quy, ấy là việc thường khi tác dụng. Phải rõ rệt chớ nên ấp úng, dù việc chi chạm đụng bất ngờ. Người thường hay vì tánh u ơ,
bị ngoại cảnh làm cho xa ngã, tạo công nghiệp tức mang cộng hòa. Sự đồng tâm chớ khá coi thường, chỉ gật đầu cũng đủ tai ương, đâu đợi đứng chủ trương mới tồi. Lấy đạo lý ra làm nguồn cội, để đo lường việc lỗi hay không. Bất luận là kẻ dốt hay thông, khi nhắm mắt cũng đồng thấy tôi. Không lấy đạo để làm đường lối, rất khó lòng biển nổi giả chân. Sai mê rồi dù bậc thánh nhân, cũng lâm tâm tôi không hơn phàm tục. Chẳng lấy trí gạn trong lòng đục, đâu bằng người thất học biết suy. Khi tai nghe mắt thấy những gì, chớ tin bương phải tria thiện ác. Chỉ một phút để cho say lạc, suốt cả đời chưa chắc hối xong. Mắt với tay là cửa của lòng, viết tài sắc lợi danh theo đó. Tâm sao động thường do mắt ngó, chi lung lai thường ở tai nghe. Các việc đời lui tới giảng ve, khiến tâm trí người ta xiêu ngà. Chưa cầm chắc được trong lòng già, cửa mắt tay chớ kha hở hình. Coi như là có kẻ trộm rình, trong nhà phải thức canh nghiêm nhặt. Nếu sơ ý bị phường đảo tặc lẻn vào trong vết sạch của tiền, mất của tiền chỉ bị trung chiên. Mất thiện tánh đảo điên đời kiếp, bị lầm lạc rơi vào ác nghiệp. Như còn việc chi khủng khiếp ai bằng, bụi ly loạn càng lắm khó khăn. Sự tội lỗi đón ngăn đầy ngò, nào quyền thế rủ ren to nhỏ, nào công danh cám dỗ đó đây. Chỉ dạy cho lời phải ít ai, đốc xuôi việc quấy thì lắm kè. Nói đạo đức nhiều người bác bẻ, làm hung sùng lắm kẻ chạy theo. Chốn thiền môn thường thấy vẫn teo, nơi tửu lạc thì bèo thiên hà. Khỏi sắc thì bị tài xô ngã, khỏi tài thì sắc ghé lối đi. Giữa chợ đời không thiếu món gì, khách trần ít kẻ đi qua lọt. Rồi lần chết vì là hảo ngọt, người lũy thân vì thích sắc tài. Lúc nguy nan trong sạch mấy ai, thừa sự biến dở tay nhiều kẻ. Đời có biết bao người cấy khoe, dùng đủ phương hiếp kẻ yếu hèn. Tham của tiền đổi giá bạc đen, hiện lan khắp ở trên dương thế. Càng vật giá đời càng kinh tế, đạo càng suy người tế càng nhiều. Vì lợi quyền dân nhuộm máu điều, tranh địa vì nước nghèo sơ sát.
thành công được là nhờ hợp tác, thất bại do phụ bạc dân tâm. Quá tham thì không khỏi bị thâm, đừng tưởng một mình ăn trọn gói. Người dù có tài lương lẻo giỏi cũng không sao chạy khỏi lưới trời, có thể mình giấu được người đời. Nhưng mình chẳng giấu nơi mình được, một mình biết đủ làm tối phước, khỏi cần người biết được hay không. Ớt nhai thì mình bị cay nồng, người khác biết hay không cũng vậy, nhân quả cũng giống như chuyện ấy. Thưởng phạt không sai chạy tí nào, trả nhãn tiền hay trả mai sau, đến chậm hoặc đến mau không mất. Loạn đời chẳng bao giờ loạn luật, chớ thừa cơ làm việc ác gian. Lợi bất minh lợi ấy màu tàn, danh phi nghĩa danh không lâu lắc, việc đã thấy làng khang trước mắt. Sự sách còn ghi chép giấy đầy, có từ xưa không phải mới đây. Kẻ làm mát chẳng chày thì kiếp, nghiệp đến sắc tài không thể tiếp, hòa lại danh lợi hết phò trì. Tao cho nhiều đến phúc lâm nguy, chỉ có một mình đi gánh chiều, thế mà chẳng mấy người xét hiểu. Nghiệp bất lành cứ triệu mãi ra, khiến cuộc đời không dứt quan gia, làm cho kiếp thêm ra tội bao. Bị các việc hồng trần lừa đảo, biết mà không chịu tháo lui ra, trái lại còn thêm việc mê xa. Ngày mai một người ta bất kể, sức danh lợi cuốn lôi như thế. Ma sắc tài vũ dỗ giường ni, kẻ lòng còn lắm việc mê si, lại càng khó thoát ly cho khỏi. Mê thì lầm dù là hốc giỏi, nhiễm thì hư chớ có nói tài cao. Gặp việc không để trí xen vào, đường tội lỗi thế nào cũng dấp. Do hoàn cảnh hoặc do giai cấp, tạo lỗi lầm nhiều cách khác nhau. Nhưng cũng là một thứ trần lao, đều bị khổ như nhau tất cả. Người giống nhau ở lòng nhân ngã, người giống nhau ở giả vị tư. Lo bảo tồn thể chất quyền hư, đem hết cả tâm tư tranh đấu. Vì nhân ngã lỗi lầm tạo cấu, vì vị tư nhơ xấu gây nên, gieo càng nhiều càng mọc đầy lên. Nợ thế cứ phải đền trả mày, báo thân lại thân không tồn tại. Chỉ mang đời chết dại sống mê, nhìn kỹ ra là thứ trò hề, mọi hình thức đều là giả dối. Chừng biết được đi xa quá đồi, không quyết tâm khó nổi quẩy về.
dùng dây lên đánh phá giấc mê, để thưởng thức Bồ Đề thật cảnh, tìm cho thấy được nơi bổn tánh, tìm lộn về được cảnh chân như, tìm cho ra thân bất hoại hư, đó là việc của người tinh ngộ. Nếu không tách khỏi vòng mê lộ, chẳng bao giờ được chỗ an nhiên, đó là điều chư Phật thường khuyên khắp sanh chúng ở miền hạ giới. Nay gọi khách hữu duyên bước tới, cũng để mà nhắc lại chuyện xưa. Hầu tùy nghi giáo độ cho vừa, giúp sanh chúng khỏi cơ thống khổ. Ma tài sắc mặt dầu cám dỗ, mồi lợi danh dầu có nhữ câu. Nhờ thấm nhuận chân lý cao sâu, không bị chúng lừa vào lưới nghiệp. Nếu chậm trễ gặp nhiều khủng khiếp, nào bệnh nào già chết bao giây. Làm tinh thần bôi rối cuốn quay, khó tìm lối vượt ngoài sáu lộ. Chúng sanh cũng nên mau tỉnh ngộ, sớm thoát ra khỏi cảnh mê sầu. Chịu luân cầm cũng đã quá lâu, đâu còn thiếu mà hầu liên tiếc. Mê danh lợi bị danh lợi giết, mênh sắc tài bị diệt mãn căn, không giúp cho mình được siêu thăng. Sao điều ấy chúng sanh không xét, từ bi thấy lòng như lửa thét. Giảng dạy cho người biết cội nguồn, để trị cho hết chứng mê cuồng, hầu cứu vớt linh hồn thoát khổ. Nước đã ngập lần lần đến cổ, gặp thuyền không chịu vớ là nguy. Lòng con đầy những sự mê si, nghe lời Phật không quy là khổ. Không hữu duyên lời lành khó ngộ, ngộ được là vì có duyên xưa. Nếu quyết tu theo chẳng cù cưa, nhất định sẽ đến bờ giải thoát. Nếu trì quẩn lòng không định đoạt, ngày trôi qua đến hết số căn, tất sẽ không thể kịp ăn năn. Ấy là một việc làm đáng tiếc, hễ có sanh tức là có diệt. Từ ngàn xưa đã biết rõ rồi, tại sao còn để tánh lôi thôi, không gấp rút tìm nơi bất diệt. Danh lợi chẳng dài lâu chớ tiếc, sắc tài không chân thiệt đừng mê. Quyết tìm phương cực lạc trở về, vũ sạch cả việc mê trần tục. Mưa nắng biết tìm nơi lánh đục, đường tử sanh phải cút khỏi đi. Biết mà còn ngồi đó chịu lì, thật là quá mê si đến đồi. Thân dơ dây biết lo tắm rồi, lòng bận nhớ thì phải bỏ đi. Việc xấu xa còn tiếc làm gì, chúng sanh cũng cần khi hiểu đến. Giấc dù đã có nhiều cảnh khến, cô dũa bào cũng bén trơn ra. Mặt
dù người phạm tội thầm đa. Biết cải hối thì là hết được, chẳng làm việc gian hùng báo ngược, cũng vẫn nuôi sống được như thường. Tại sao làm những việc bất lương, cho chung ghét cho vương tội khổ, sống trong cảnh thân yêu ủng hộ, hơn sống trong tật đố thủ hèm, ba tánh cần sống cách thuận êm, đấu sanh chuyện đạo điên rối râm. Danh lợi dữ hay lành hãy gầm, sắc tài nên hay chẳng khá suy, lựa con đường chân chánh mà đi, đó là những hành vi thường nhật. Cách ăn ở phải theo chừng mực, mọi nói năng liệu sức nhắc cân, tránh những điều ích kỷ tổn nhân, đó là việc đang cần tiến mạnh. Sự hòa hảo vàng mười khó sánh, việc nghĩa nhân bạc nén không bì, gặp phải hội nước loạn dân nguy, các việc ấy cần thi nhau lập. Thuyền bè hữu dụng khi lục ngập, đạo nghĩa cần thiết lúc ly loạn, kẻ hữu quyền đừng có ngó ngang, nên lấy đó trấn an dân chung. Đời gấp phải những hồi kinh khủng, chớ thừa cơ lợi dụng nọ kia, hãy mở lòng cơm áo sức chia, tâm hồn ấy chở quê nên có. Kẻ mắc nạn mình ngồi đây ngò, mình lắm tay người có giúp đâu, khá để lòng xét rõ càng sâu, lo tương trở lẫn nhau lúc khổ. Thấy dục nát thì lo giải dỗ, thấy nghèo nàn thì đỡ nâng cho. Phúc lợi cho nhân loại biết lo, vàng bạc khó đem so tình ấy, đã là người biết phân phải quy. Khá chọn đường nhân ái mà đi, lợi danh mà bất nghĩa ham chi, vì nó chỉ là nguy với tội. Được thỏa mãn chỉ là một đồi, nhưng sao rồi chịu hôi suốt đời. Có phải là bị lỗ hơn lời, người ha chẳng lửa nơi dinh diều. Thiếu tiền bạc còn nhiều cách liệu, thiếu nhân tình khó níu vào đâu. Ba tánh cần lấy nghĩa làm đầu, khi hữu sự khỏi âu đơn độc. Dù không phải là cùng thân tộc, ở biết điều sẽ được người ưa, gặp những khi ương yêu nắng mưa, không gọi cũng có người đến giúp. Đời có mắt xem mình từ chút, trong người khen còn đúc người chê. Miệng thế gian phê phán khắc khe, cách ăn ở nên dè dặt đến. Ở lương thiện tự nhiên người mến, khỏi phải cần rủ quên ép này, việc làm lành đâu lửa có tài, mà bất cứ là ai cũng được. Giàu nghèo vẫn làm nên việc phước, lượng khác nhau nhưng giá bằng nhau.
nghèo một xu giàu đáng mười hào, vật tuy ít tâm nào phải ít. Xưa có kẻ thì chẳng cụ rích, được trở nên công đức vô biên. Phật cho mời đến trước Phật tiền, vừa điểm đảo vừa khen vô tầng. Chỉ có một mình chẳng để bằng, những vui lòng đem cúng chư tăng. Giá trị châu ngọc có sánh bằng, ít người được từ tâm như thế. Chúng sanh lấy đó làm tỷ lệ, trong nhà tu đến kẻ ngoài đời. Khi muốn đem thi của thi lời, phải thành thật từ nơi tâm nào, giúp đỡ cho người do lòng thào, chớ không do lòng háo lợi danh. Và cũng không mong biết ơn mình, lòng thảo ấy giống tình của Phật. Cho thấy mất nhưng không có mất, giữ tưởng còn nhưng thật không còn. Của tuy mòn phước đức chẳng mòn, sự còn mất do lòng chọn lừa. Việc sâu tốt tự mình sửa chữa, phước đức là cái cửa giải oan. Nở hồng trần muốn được rành rang, người nên sớm mở toàn cửa ấy. Phải lo tin trước khi sống dậy, nổi gió rồi quát cậy sao xong. Biết rằng khi chết nắm tay không, chớ tạo nghiệp ác trong lẽ sông. Tạo nghiệp ác dù dày hay mong, cũng phải đền chẳng trốn khỏi đâu. Nghiệp mong thì bị nhẹ thảm sầu, nghiệp dày phải chịu đau khổ nặng. Chúng sanh nhớ thật tâm canh hằng, đừng khinh thường lầm lẫn nhỏ nhen. Tập cho lòng sợ lỗi được quen, lần lượt sẽ trở nên toàn thiện. Thuốc thường hút lâu thành ra nghiền, tội hay làm sẽ biến thói quen. Việc nhân từ lòng cố đua chen, tánh hung ác đâu len vào được. Suốt đời vẫn lo làm việc phước, một lòng nguyện giải thoát hồng trần. Tất không còn bị nghiệp chuyển luân, đời sau hết chịu cơn sanh tử. Còn sống chết vì còn nghiệp dữ, hết luân hồi vì đã trọn lành. Cõi ta bà tất cả chúng sanh, chớ để giả mong manh việc ác. Một lần lọt vào đường sông thác, dễ bị đời dẫn dắt trăm lần. Há không lo dừng lại bước chân, cho khỏi kiếp trầm luân khổ hài. Rừng mê rất có nhiều cảm bày, không chạy ra tất
phải mang vào khi bị rồi khó nổi bung đầu thân ấy sẽ ra sao thử nghĩ. Tuôn đời rất có nhiều dối mì, nhiều muốn ham, nhiều bị gạt lừa. Bà lợi danh chớ có mến ưa, sự tài sắc đừng mơ mộng đến. Tranh khỏi các việc đời dù quên, mới mộng ra khỏi bến mê tân. Nếu còn chiều thị dục nơi thân, thì còn bị nhiều cơn chìm nổi. Còn mê tất nhiên còn tâm tối, ráng làm cho hết thoái sai mê. Cõi siêu sanh thấy lối trở về, được khoái lạc còn chi sanh kịp. Còn mê tức là còn táo nghiệp, nghiệp còn thì còn kiếp luân hồi. Mây là nguồn gốc tạo ra đời, khi đời hết vì người mây hết, bởi mây thấy vật kia cũng mất. Thân chết nhưng không chết nghiệp mây, mây đâu thì sanh đó không xê. Luân hồi bởi tại mây mà có, điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ. Bưng gốc mây cho nó hết sanh, tất không còn bị nghiệp quảnh hành. Chừng đó mới trở thành tự tại, lầm lạc biết quay đầu trở lại. Cố đi dầu xa mây cũng gần, đem phàm thân đổi lấy Phật thân. Giảng sự ở tinh thần cương quyết, lo liệu trước khi đời tận diệt. Gần lâm chung hối tiếc đã rồi, việc đáng thôi phải nhất quyết thôi, thì mới trở thành người siêu thoát. Cõi thế gian là nơi tội ác, kém thiện tâm khó vượt cho qua. Có tinh thần như Phật Thích Ca, mới có thể lìa xa tục lụy. Muốn thành Phật mà không đại chí, khó thắng qua lũ quỷ trong đời. Đứa này kêu cái đứa nó mời, đã làm biết bao người xa ngà. Kẻ dục vọng còn nằm trong già, chưa hoàn toàn phóng xả khỏi tâm. Mặc dù là ngồi giữa thiền lâm, chưa chắc khỏi đời làm cho hoài. Tâm trần tục không còn một mày, dù ở nơi đường cái chợ đông, cũng như ngồi ở chốn vắng không, vẫn giữ được cõi lòng thanh tịnh. Thật tâm định lúc nào cũng định, trước Phật như trước cảnh người đời. Vẫn bình tâm chẳng sự đổi dời, người tu phải sống nơi định ấy. Định không có huệ không thể thấy, huệ không thì khó giải nghiệp mê.
muốn định thì phải tình mọi bề, tâm thật tình là kệ định huệ. Định huệ vốn hoàn toàn liên hệ, như đèn dầu không thể tách đôi. Định được rồi thì huệ đến nơi, huệ có bởi định rồi mới có. Định huệ đủ tâm thần sáng tỏ, như giấc mê được mở mắt ra, cảnh mộng và cảnh thật khác xa. Mê thấy khác, tỉnh ra thấy khác. Chưa định huệ như mù đi lạc, định huệ như sáng mắt đúng đường. Kẻ hoàn toàn không biết hướng phương, người thật rất thông đường đi tới. Không biết hướng thành ra bối rối, hiểu rảnh đường nên mới thông dung. Không thấy nên dấp ngã lung tung, được thấy rõ thì không đụng chạm. Bởi không thấy mới gây khổ thầm, nhờ thấy nên chẳng bám nở đời. Thật khác nhau một vực một trời, người tu phải đặt nơi định huệ. Thành lòng phát những lời đại thệ, thệ độ vô số kể chúng sanh. Thể trừ xong phiền não nơi mình, thể học hết pháp lành của Phật. Thể thành Phật cao siêu tột bậc, ngày đêm luôn gắng sức tu hành. Những lời thề ấy phải đạt thành, dù phải chịu muôn nghìn đau khổ. Không thành được tự mình khó độ, thì còn mong cứu khổ được ai. Tập cho mình bơi lội thật hay, mới có thể vớt người chìm đắm. Ngày đêm phải tự mình suy gầm, ngăn gió trần cho lặng sống tâm. Sống tâm còn thấy lạc lầm, trời tròn lại thấy nhăn xẻo xò. Sống thì đục vật không lộ rõ, lặng thì trong chiếu tỏ thiên hình. Sớm làm cho tâm được thanh bình, là sớm được đạt thành trí huệ. Trí huệ có tất xong đại thề, không sợ làm cho kẻ khác lầm. Chẳng khác nào đi khoảng tối tâm, trong tay có sẵn cầm ngón đuốc. Sẽ giúp cho kẻ an tâm được, mà chính mình cũng bước vững vàng. Đuốc làm cho người thấy rõ ràng, trí huệ giúp người tan mê mùi. Được có của nhờ lo cắm cùi, đất đạo màu nhờ gối trần tâm. Quyết tu hành tất đạt quyền thâm, chớ ngờ Phật xa xăm khó gặp. Nếu chịu khó ngày đêm tu tập, sớm muộn gì cũng đắc đạo màu. Vạn sự do chi quyết làm đầu, chi đã quyết thế nào cũng được. Đừng hèn yêu trước điều trái ngược,
chớ rụt rè trong cuộc gian nguy. Phải kiên trinh phải đủ gan lì, thắng chướng ngại thắng khi thử thách. Dẹp ích kỷ dẹp lòng kiêu cách, dẹp tham lam dẹp nết dâm ô, dẹp gian phi dẹp tánh phàm hồ, thôi ganh ghét cũng lo dẹp quét. Dẹp chửi mắng dẹp lời lau khuyết, dẹp theo thùa dẹp hết ác ngôn. Dẹp gắt gai dẹp tánh tự tôn, dẹp trộm cướp dẹp luôn sát hại. Dẹp giận dữ dẹp lòng ngu dại, thường dình cho quảng đại tấm lòng. Kẻ tại gia cần phải lo xong, khi giao tiếp ở trong xã hội. Cùng kẻ khác hằng ngày đáp đối, việc nọ kia trao đổi rất thường. Những sự nào nên thắng nên nhường, cần phải biết tận tường mọi việc, vừa là giữ cho mình tinh khiết, vừa giúp cho đời biết sạch nhớ, tránh không cho danh lợi làm mờ, ngăn tài sắc gác lừa tối lồi. Lấy giới luật ra làm ranh lối, dình bước chân cho khỏi phạm qua. Lúc khó khăn nhớ niệm Di Đà, lấy bổn nguyện ra mà nhìn chiều. Buổi đầu cố nhiên còn vương vưu, nhưng sao rồi sẽ kéo xuống ra. Trong khi còn là sĩ đạt ta, với khi Phật Thích Ca có khác. Mắt dù cũng chỉ là một xác, nhưng khi mê khi giác khác nhau. Lúc còn mê mờ mịt lao sao, khi đã giác lao lao trong sáng. Mê với giác nói hai hình dạng, nhưng cũng từ một bổn tâm sanh, vạn sự do tâm ấy tạo thành. Thấy tâm được là rành vạn sự, do tâm khởi ra điều hung dữ, cùng tâm sanh ra sự hiền lành. Việc lớn lao bằng núi bằng thành, đến nhỏ nhất như kim như chỉ, tất cả cũng do tâm suy nghĩ, rồi tạo ra các sự nọ kia. Thấy được tâm như khóa gặp chìa, mở ra hết những gì trong ấy. Các vọng tưởng dù là che đầy, cũng ráng tìm cho thấy bổn tâm. Tâm thấy là thấy Phật giáng lâm, tâm không thấy Phật làm sao thấy. Tâm muốn thấy chớ tầm trên giấy, phải tìm trong lòng mới thấy ra. Vọng tâm như mây khói phong ba, chân tâm tở bao la vũ trụ. Lấy chân tâm để mà làm chủ, chớ nhận lầm cái thứ vọng tâm. Vọng tâm mà tưởng thật là lầm, kẻ tu niệm phải cần định rõ.
chân tâm rộng lớn và sáng tỏ. Vọng tâm thì hẹp nhỏ lu mờ, chân tâm thì phẳng lặng như tờ. Vọng tâm rối dường tơ vò cuồng, chân tâm chẳng vật nào lôi cuốn. Vọng tâm thì bị vướng lung tung, chân tâm thì như khoảng không trung. Trầm dáng vật nhưng không một vật. Vọng tâm cứ đổi thay không dứt, nhưng chân tâm chẳng chút đổi dời. Như hư không như ánh mặt trời, xưa cũng thế nay thời cũng thế. Vạn sự lấy tâm làm cõi rề, bỏ tâm là sự thế không thành. Muốn đạt nơi bất diệt bất sanh, phải trở lại bổn tâm thường trụ. Nhớ lấy cái chân tâm làm chủ, sẽ không lầm các thứ vọng trần. Chủ được tâm thì đạo được gần, không làm chủ được tâm xa đạo. Khắp thiện tinh khá suy chu đau. Chủ được tâm cho đạo sớm khai, đạo khai rồi cùng Phật đồng vai. Hoàn toàn vượt khỏi ngoài sanh tử. Lúc nào cũng an nhiên vô sự, tự do không còn thứ buộc ràng. Cõi vô sanh hoặc cõi niết bàn, chính là cõi của tâm vi diệu. Kẻ học Phật phải cần tìm hiểu, để tu cho biết nẻo mà về. Đã tu mà không thoát cõi mê, thường vì bởi lối ra chẳng biết. Thiếu tin tưởng sẽ không nên việc, thiếu lòng thành thì Phật khó trông. Việc tu hành muốn được thành công, phải đầy đủ tấm lòng tin tưởng. Thường bị cảnh chung quanh ảnh hưởng, vì thiếu lòng tin tưởng mà ra. Nếu có lòng tin tưởng sâu xa, tất không bị người ta cám dỗ. Tin tưởng có cõi vui tịnh độ, tin tưởng mình có thể sanh qua. Tin tưởng xưa Phật cũng người ta, thì mình cũng sẽ là như Phật. Lời Phật nói không hề sai thất, nếu làm y như Phật đã làm. Tin tưởng sao làm vậy cho kham, không thể để ai làm thôi chi. Nhất định sẽ vẹn tròn đạo lý, được thành công như ý đã nguyện. Tin tưởng là sức mạnh vô biên, được thành Phật thành tiên nhờ nó. Tin tưởng ngay trong lòng được có, thì sự tu đâu bỏ nửa đường. Khuyên nhủ trong ba tánh thập phương, tu phải có chủ trương mới được. Tin làm phước thì là gặp phước, làm ác thì gặp ác không sai. Tin rằng mình nghiệp dữ chẳng gây, nhất
định chẳng đầu thai cõi khổ, diệt trần chẳng để lòng ham hô. Chắc chắn không bị trở lại trần, lòng hằng mong cõi Phật được gần. Thế nào cũng sanh lên cõi Phật, luật nhân quả chẳng bao giờ trật. Gieo giống nào thì mọc cây ni, trồng từ bi có trái từ bi. Gieo bảo ác lên cây bảo ác, việc lành dữ của mình tạo tác, sau này mình hưởng hết không sai. Cõi ta bà bất luận gái trai, tình như thế hết ai phạm tội. Nói cài hối lòng không thật hối, nói tin không tuyệt đối tưởng tin. Gặp khi đời thử qua sức mình, thường xa ngã không cần chống nổi. Vì lẽ ấy khi người cải hối, phải thành tâm chớ dối trong lòng. Những điều mình chưa gọi rửa xong, tự hổ thẹn dù không ai biết. Được vậy mới trở nên thanh khiết, tội lỗi không còn việc tay lai. Trước kia dù nhiều sự lầm sai, nay sửa được ra người tốt đẹp. Thật hối cải chứ không nói mép, thì ai tu cũng đắc được thành. Đã quy y mà chẳng chịu hành, nên rất ít người thành chánh hòa. Lỗi tại kẻ lòng còn dối giả, chớ Phật truyền đạo cả không lầm. Khá để lòng tin tưởng cho thâm, trọn đời cố gắng làm theo đúng. Thời tiết tốt mùa màng được trúng, mới tu gặp đường đạo chánh mau nên. Quá mê đời việc đau bỏ quên, tai hại nặng còn hơn nhà cháy. Bị nhà cháy còn mong cất lại, mất đạo rồi khó lấy đâu ra. Bị cháy nhà chỉ khổ đôi ba, mất đạo khổ sanh ra vô số. Bị nhà cháy một thời nghèo khổ, mất đạo rồi muốn thở sầu đau. Nếu có người hỏi tại làm sao, đạo Phật được quý cao như vậy, trả lời rằng đạo qua khổ hải, còn đời thì chìm mãi sông mê. Đạo gặp rồi mà lại bỏ bê, thì kiếp khổ nặng nề thêm nữa. Đạo giúp chúng qua cơn khói lửa, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không làm cho ai chịu khổ đau. Hết còn thấy người nào ích kỷ, ai cũng biết ở theo đạo lý, ai cũng đều xử trí công minh. Giúp cho nhân loại được hòa bình, đời sống được trở nên hạnh phúc. Về vật chất không còn thiếu hụt, về tinh thần luôn được sạch trong.
Cõi thế gian đổi lại tiên bồng, người tối lỗi không trông thấy nữa, đời chẳng khác như là nhà lừa. Đạo như là nước chữa cho tiêu, thiêu nước thì nhà sẽ bị thiêu, vật trong ấy đều tiêu cho cả. Đạo cao quý thật là vô giá, không thể nào mô tả cho cùng. Đời muốn ra khỏi cảnh lao lung, nhất định phải cần dùng đến đạo. Cột kèo thiếu thì nhà xỉu xào. Đạo đức không đời bảo ngược luôn, đạo giúp cho đời rối được suông. Sống không tội thác nương cõi Phật. Người đời được trở nên thành thật, dình nhờ câu đạo đức phận nhiều. Nếu đồng theo đạo đức một chiều, đời người biết bao nhiêu tốt đẹp. Nhà lao tự nhiên là phải dẹp, tòa án không còn lập ra chi. Khỏi phải cần tranh giữ làm gì, cũng chẳng sợ ai đi lấy pha. Người nào cũng đàng hoàng phong nhã, nêu cao nền văn hóa con người. Ai cũng đều ăn nói vui tươi, không còn kẻ mở lời thô lỗ. Trong đồng bái đến ngoài thành phố, không còn nghe thấy kẻ gian manh. Ở chỗ nào cũng được an lành, đạo đức dẫn nhân sanh đến đó. Cảnh sông ấy nếu chưa được có, thì đời chưa tiến bộ chút nào. Chỉ tiến về phương tiện hùng hào, chưa tiến một bước nào lương thiện. Tiến bộ đó chỉ làm nguy biến, càng tiến nhiều càng khiến khổ lung. Tình trạng trên thế giới rối tung, cũng vì tiến bộ không phải chỗ mạnh hiếp yếu cho là tiến bộ, giàu hiếp nghèo gọi đó văn minh. Tiến bộ như thế sẽ chiến tranh, văn minh kiểu đó sanh độ mau. Thật tiến bộ không còn hung bạo, thật văn minh xây tạo hòa bình. Lấy trí suy cho rõ sự tình, đời chưa thật văn minh tiến bộ. Về vật chất thì đua rần rộ, còn tinh thần chẳng có mở mang. Thấy nhân tình quá đổi khô khan, lo cho kẻ thế gian bất ổn. Quá tài sắc thành ra hỗn đồng, quá lợi danh làm rộn lòng người. Tham khóc nhiều chớ ít vui cười, là cảnh sống của đời hiện tại. Người chỉ có khác nhau thời đại, cũng một tuần ân ái như xưa. Cánh hồng trần dù lắm mến ưa, rốt cuộc cũng chỉ đưa đến mồ. Ăn của thổ thì quần lái thổ, xác phàm nhân có số định rồi. Tạo cho nhiều cũng chỉ thế thôi, thân khi mất sự đời cũng mất.
thật nào khác chim bao một giấc tiêu tan, không sự vật nào còn. Kể ra nào vợ đẹp hầu non, nào các tía lầu son lộng lầy, nào xe cổ tàu bè bóng bẫy, nào bát vàng của cải dư muôn. Dứt thở rồi vãng sự đều buông, sự vật bỏ còn thân cũng rã, cõi tạm giả xác thân cũng già. Đến cuối cùng đều hóa ra không, mưu mẹo gì cũng chỉ luôn công, càng thêm tội chớ không tồn tại. Tội càng lắm càng làm ngu dài, sự khổ đau càng phải chịu nhiều, kiếp luân hồi nói mãi không tiêu. Đường sông chết cứ theo chặng cuối, đó không phải tại nơi may rồi, mà tại người tự trói buộc vào, bởi say mê nơi cõi trần lao, phải vào đó không sao chạy khỏi. Phật xưa đã nhiều lần kêu gọi, lòng say mê buộc trói chúng sanh. Chuyển luân trong sao nẻo bất lành, chịu thống khổ tự mình không biết. Say mê ấy sớm lo trừ diệt, thì chuyển luân cũng diệt liền theo. Khổ sáu đường sẽ chẳng còn đeo, thần chết hết đuổi theo bắt bơ. Cũng hết bị ai theo đòi nợ, có chẳng còn mang cái sợ trong lòng. Đứng ngoài dòng thành trú hoài không, được bất diệt bất sanh như Phật, làm chủ tất cả trong vạn vật. Được bản thân chân thật bất hư, cõi niết bàn tịch tịnh thường cư, thường an lạc thường như ý nguyện. Khác hơn cõi ta bà sao xiên, cõi niết bàn yên lặng vô cùng, được tới đây mới thật thung dung. Người sống mãi chứ không ai chết, không già yếu ốm đau mỏi mệt, được hoàn toàn sáng suốt phi thường, trí phàm không có thể đo lường. Cánh màu nhiễm vô biên vô tận, chúng sanh nếu tu hành tinh tấn, đều được đi tới cảnh niết bàn, quyết lòng tu sẽ được bước sang, còn lần lửa nghi nan khó tới. Ngày tháng cứ trôi qua không đợi, gần lâm chung mới hối muộn màng, sớm tu thì sớm hết khổ nàng. Sớm tới cõi niết bàn tịch tình, viết trần thế chớ nên bình rình. Hãy nhất tâm tu tịnh thường ngày, ráng làm cho thấy tánh bổn lai, các vọng tưởng trần ai mới hết. Khi tịnh niệm lòng còn mỏi mệt, thì là chưa mở được huệ tâm. Sự thấy nghe chậm chạp sai lầm, các phiền não mọc mầm không nghỉ. Khá phân tích nơi lòng cho kỹ, đừng để lầm nhận quỷ là con. Thật
tâm chân thanh tịnh vẹn toàn, còn tâm vọng thì chung bất nhất. Tâm chân mới là tâm chư Phật, tâm vọng là tâm các ma vương. Tâm chân thì đến cõi Tây Phương, còn tâm vọng lạc đường địa ngục. Tâm chân dẫu phong ba chẳng đục, tâm vọng vừa mới lắc nổi bùng. Thật tâm chân sang sủa vô cùng, mày còn tâm vọng mông lung bất tận. Nhờ sáng sủa nên không lầm lẫn, vì mông lung nên lộn sai đường. Vọng với chân phải xét tận tường, tìm lấy cái tâm chân làm chủ. Tâm chân tức là tâm thường trụ, tâm vọng là tâm đủ thứ sanh. Tâm chân là tâm được trọn lành, còn tâm vọng hay sanh niệm dữ. Lành mới thật là hành Phật sự, dữ thì là đồng thứ nghiệp ma. Khởi tâm lành thì phước sanh ra, khởi tâm dữ thì là quả tới. Tâm chân tất việc lạnh thường khởi, tâm vọng thì việc dữ thường sanh. Tự xét tâm khởi dữ hay lành, tất biết rõ tâm chân hay vọng. Việc trần tục khiến cho tâm đồng, dữ thì nhiều lành chẳng bao nhiêu. Vừa móng tâm thì phải trừ tiêu, chớ để phạm rồi sao mới hôi. Biết chừa bỏ từ trong vọng khởi, thì hành vi tội lỗi không sanh. Tất nhiên là người được trọn lành, tâm vọng ấy trở thành chân được. Biển trần khổ sống đùa xuôi ngược, phải quyết tâm sông lướt cho qua. Phá dòng dây của lũ yêu ma, để gặp mặt Di Đà Phật Tổ. Thắng qua được tình đời cám dỗ, thật là điều kham khổ vô cùng. Kẻ tu hành thiêu chí đại hùng, thì không thể thành công đắc quả. Lòng tin tưởng cứng như sắt đá, không bao giờ tan rã yếu mềm. Hành đạo màu bất luận ngày đêm, sống lòng sẽ làm êm lặng được. Biết bao vị thánh hiền thuở trước, buổi ban sơ bị trượt liên miên. Nhưng trượt rồi cô đứng dậy liền, do nơi đó được nên đảo cả. Nếu ai có người tu bị ngã, hãy mau chân bương bà đứng lên. Tuy hư mà cố sửa thì nên, như nhiều bậc thánh hiền ngày trước. Làm tội được thì làm phước được, đều do lòng cương quyết của mình. Tội phước gì cũng tự tâm sinh, chớ rằng việc làm lành là khó. Tánh ích kỷ nếu người chịu bỏ, việc lành chi cũng có thể làm. Người đời thường gì bởi riêng tham, nên không chịu làm ra việc phước. Có nhiều kẻ hại dân hại nước, giật đầu này lấy cướp chỗ kia. Mặc
tội tình mặt miệng đời bia, phần lớn cũng là do ích kỷ. Càng ích kỷ càng không đạo lý, chỉ lo thân chẳng nghĩ đến ai, của mình thì nắm chặt trong tay. Của người muôn dắt chài ra nước, nghe thấy kẻ thiếu sao hụt trước, mà vẫn không động chút lòng thương, trái lại còn kiếm cách gạt lường. Ấy là cũng vì lòng ích kỷ, nếu muốn được tròn câu đạo lý, phải dẹp lòng ích kỷ cho xong, thì từ bi bác ấy đại đồng, người mới có thể mong thực hiện. Dù người có ra công tu luyện, mỗi ngày lo tụng niệm ba thời, mà tánh tình ích kỷ không rời, thì cũng khó về nơi cực là. Tánh ích kỷ vẫn đầu tham ác, thường làm cho thân thuộc phân ly. Tớ bất trung con lỗi đạo nghị, bạn phản bạn cũng vì ích kỷ. Còn có biết bao trò quỷ mị, cũng do lòng ích kỷ gây ra. Làm cho người quen việc xấu xa, bị ô nhục cũng là ích kỷ. Lấy nhân quả để mà suy nghĩ, thấy rằng lòng ích kỷ đáng kinh. Hiện tại làm cô độc đời mình, sao còn phải trở lên theo cùa. Đời nọ qua đời kia tới nữa, làm mỏi cho tiền của mỗi đời. Không kiếp nào lòng được thành thơi, tinh ích kỷ làm người ràng buộc. Dịp giải thoát nhiều lần bó hút, cũng là do lòng ích kỷ sanh. Cứ bo bo tài sắc lợi danh, cho đến lúc tự thần đến dắt. Tánh ích kỷ làm mù tai mắt, làm bướng càng chất ngất tội sầu. Hưởng một thời nào có được lâu, mà mưu viết tội sâu tở biển. Của thế gian tâm trần quá nghiền, nên quên suy đến chuyện ngày mai. Biết quả tay mà vẫn vui say, cho đến phút thở dài chưa hôi. Từ vô thủy tới nay vẫn tội, đã làm cho quen lối hồng trần. Rất ít người đủ sức trở chân, phần đông cứ đi luôn đường khổ. Dù rằng các Phật tận giải dỗ, kẻ tin theo thì có mấy người. Còn phần đông chẳng chịu nghe lời, nên cảnh khổ trên đời càng lắm. Nay cuộc thế như thuyền chở khầm, nổi gió giông bị đâm dễ dàng.
không nghe lời của Phật khuyên can, việc cần cứ đeo mang lụy kiếp, tánh ích kỷ biết bao khủng khiếp, đã kể trên nên xét tận cùng. Muốn không còn sanh cõi lao lung, phải dẹp nó chớ lòng ôm ấp. Việc phước đức hãy nên làm gấp, đường chân tu luyện tập ân cần. Sự nhọc nhằn chớ quản nại thân, thì nhất định biển trần tác càng, lòng tu sớm chiều không để làng. Phật Tây Phương sẽ giáng đậu giường, lời cao siêu Phật Pháp tỏ tường, tự nhiên mở rộng đường cực lạc. Muốn hiện tại trở nên Bồ Tát, lời trên đây chạm khắc vào lòng, các nhiễm ô gội rửa sạch không. Chỉ còn nguyện đây lòng cứu độ, gặp những kẻ lâm dòng đau khổ, dùng tiền nghi cứu độ cho an, dạch rõ đường đi đến Tây Phan, để cho khách thế gian tìm đến. Nếu có kẻ việc trần quá mến, chẳng những không nghe đến lời khuyên, trái lại còn nhạo báng khùng điên, cũng không bỏ cứ khuyên nhủ mày. Với ai cũng từ bi quảng đại, tìm cách khuyên trở lại đường lành. Dù cho thân phải chịu hy sanh, cũng vui vẻ hiến mình cứu thế. Đạp gai gốc xoáy sành bất kể, miệng lấp sống được bể khổ đời, khiến cho ai cũng được thanh thơi, không còn kẻ sống đời lao ly. Hoàn toàn dứt sạch lòng ích kỷ, chỉ nhất tâm lo nghĩ cứu dân. Dân sẵn sàng vì đạo hiến thân, đó mới thật tinh thần Phật giáo. Lúc nào cũng thực hành chánh đạo, treo gương cao hòa hảo cho đời, khiến thiện nam tín nữ khắp nơi soi theo đó để hồi tỉnh lại. Truyền bá mạnh mẽ tình bác ái, quyết làm cho thế giới hòa bình, không còn nghe tiếng đồng đau binh. Khắp nhân loại hòa bình lành như một, đời nhờ xấu đổi ra đời tốt, làm cho người ngu dốt được thông. Viết từ bi chẳng phải nói không, mà là phải thực hành rõ rệt. Vì việc lớn của đời sống chết, vì việc lo giải thoát hồng trần, nên cố truyền Phật Pháp xa gần, để cho khắp nhân dân tỉnh ngộ. Chân Phật tử đầy lòng quá độ, chẳng hề nào gian khổ đời mình.
lòng từ bi cùng Phật một tình, vì sanh chúng hy sinh tất cả. Đời với đạo đâu là thật giả, tại sao cần hối quá tu hành? Giải thích cho người được biết rành, hầu có đủ lòng tin đạo lý. Kêu gọi mãi chẳng bao giờ nghỉ, để cho người chăm chỉ tu hiền. Ở tại gia hay ở chùa chiền, được nhất trí cần chuyên đạo đức. Cùng nhau biết đồng tâm hiệp lực, kẻ thì cài người cuốc nuôi nhau. Làm cho đời sống bớt khổ lao, là công việc người tu phải nghỉ. Cố gắng dẹp được lòng ích kỷ, tình nghĩa sống đạo lý cùng sống, hợp nhau làm chi cũng thành công. Sự chia rẽ cũng không sanh được, làm phước chẳng tự cho rằng phước, giúp người không nghĩ giúp là công, người đền ơn đáp nghĩa chẳng mong. Là nhờ giúp sạch lòng ích kỷ, cần là giúp chớ ơn chẳng nghĩ, thiếu là đem bố thí rồi thôi. Như thế mới là thật thương người, tâm ấy mới giống nơi tâm Phật. Tâm Phật vốn là tâm chân thật, thật từ bi thật bác ái tâm. Vớt chúng sanh khỏi biển luân trầm, sự ân ích không cần ai đáp. Mẹ thấy con bệnh tình nguy cấp, lòng thương lo đến mất ngủ ăn. Lo thuốc men cùm cháu lăn xăng, muốn con mạnh chớ ơn đâu kể. Phật đối với chúng sanh cũng thế, thương chúng sanh như mẹ thương con, cứu độ cho thống khổ không còn. Ngoài ra chẳng còn mong chi khác, độ đời đến đổi quên khổ xác. Lòng từ bi không thước nào đo, lo chúng sanh chớ chẳng riêng lo. Tâm ích kỷ thật là hết cả, mỗi đạo Phật trở nên rời ra. Cửa thiền môn vắng kẻ vãng lai, cũng vì lòng của khách mặn chay. Quá giả dối quá đầy ích kỷ, lời Phật pháp hoàn toàn chân lý, người lại thêm những nhị cho hư. Dắt nhau đi trái ngược lòng từ, làm cho kẻ ngoài đời chán ngán. Cần phải sửa lại cho chân đáng, chớ nên đem treo bán lừa đời. Phật dạy sao thì phải ý lời, mới không thẹn là người học đạo. Phật vì thấy chúng sanh khổ nào, mới đem truyền chánh đạo cứu an, đâu phải vì muốn lập giàu sang.
Người chưa lấy đạo làm lợi khi, những kẻ tu còn lòng ích kỷ. Chán đời lo ân sĩ tu thân, không để lòng lo việc cứu dân. Tu như thế cũng không thật đúng, huống chi hạn chỉ lo lợi dụng, lại càng không thể nhận là tu. Sở dĩ nền Phật giáo mờ lu, là do những kẻ tu dối ấy. Khắp thế giới chùa chiền đầy dãy, thực tu hành có mấy người đâu. Làm cảnh chùa mất nghĩa cao sâu, thành ra chỗ để cầu tài lời. Sai lầm ấy nhiều người biết tới, vẫn để nguyên không đổi sửa ra. Khiến cho nguồn chân lý sâu xa, lần lần biến thành ra mê tín. Phải họp lại để mà chấn chỉnh, cho cảnh chùa giống cảnh Tây Phương. Để người đời lấy đó làm gương, bỏ hung ác theo đường lương thiền. Ở chùa phải lo bề tu luyện, đã xuất gia chớ luyến hồng trần. Ăn của dân phải cứu độ dân, mới là đúng tinh thần nhà Phật. Đã vào đó phải cho thành thật, đúng đắn nhà đạo đức tu hành. Mặc thế gian danh lợi cạnh tranh, lòng mình chẳng còn gánh việc thế. Cố tịnh niệm cho khai trí huệ, đem lời kinh tiếng kể khuyên đời. Dùng từ ngôn cảm hóa khắp nơi, như vậy mới thật người Phật tử. Khi ngoài thế thì làm hung dữ, đã vào chùa thì phải thiền lành. Chùa chiền là nơi để tu hành, đâu phải chỗ để danh làm dữ. Đã được tiếng là nhà Phật tử. Phật pháp thẳm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Phật nói kinh thiện ác nhân quả, chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước xa về, tại vườn ông cấp cô độc rằng cây thái tử kỳ đàn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp coi vô lượng Bồ Tát
trời người đại chúng vây quanh. Yên lặng một lòng nghe nhận, lúc ấy A Nan, vì chúng sanh nên bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, này thấy thế gian cùng một dòng sinh trong đạo người. Có người đẹp kẻ xấu, người mạnh kẻ yếu, người nghèo kẻ giàu, người khổ kẻ vui, người sang kẻ hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau. Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, có người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết yểu, cho đến trẻ nhỏ bị bào thai đọa lạc. Có người đoan chính, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, kẻ rất mạnh khỏe mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay bị nhiều điều khốn quần, có kẻ làm ác lại gặp phúc lời, kẻ béo trắng lại mắt lát, kẻ xanh đen lại tươi đẹp. Có người tuy lùng bé mà có đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đây hèn, có người nhiều con trai con gái, có kẻ cô đơn một mình, có kẻ ly gia hương đôi rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ, có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang, có người thật là vô tội, bị bắt bớ giam hàm trong tù ngục. Có nhà cha từ con, hiếu luận kinh giảng nghĩa, có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái, có người nhà cửa đàng hoàng gia sản đầy đủ, có kẻ không nhà không cửa, nay đây mai đó gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu khốn cực. Có người ở như tổ quà, hàng hưu giống loài ly thu, cũng có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông không biết vẫn từ, có người an nhàn hưởng phúc bao, có kẻ đi làm mướn không ai thuê, có người thông minh cao sang, có kẻ dục nát ngu si, có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tử đem lại, có kẻ giàu mà tham sen, có người nghèo lái rộng lòng bố thí, có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai góc, có kẻ được nhiều người ái kinh, có kẻ bị mọi người xa lánh,
có người khoan quản loại đắc nhân tâm. Có kẻ bị dân chúng bỏ rơi, có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ, có hạng vũ phu vô lệ, có người hiếu học văn chương, có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sinh, cúi xin Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe. Mà nhất tâm tòng thiền, lúc bây giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: Như ngươi hỏi ta, chúng sanh thọ bao bất đồng, là do đời trước dụng tâm khác nhau, vì thế cho nên muôn vàn sai biệt. Người đời nay được tâm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí là do ở trong đạo người có tính tham sèn. Người đời nay được cao quý là đời trước hay bay lễ chư Phật mà được. Người đời nay bị hạ tiền là do đời trước hay có tính kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính. Kẻ bị lùng thấp là do đời trước mạn pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp dê mà lại. Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Kẻ bị cứng lưỡi là do đời trước nếm trái thật mà lại. Kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sen tiết ánh sáng. Người đuôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay câm ngọng là do đời trước hay phỉ ban chánh pháp. Người đời nay điếc lát là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người tắt mũi đời nay là do đời trước đốt hương bất hảo cúng Phật. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm thọc sâu thủng mang hoặc môi cá. Người vàng da là đời trước hay cạo lông lờn. Người cắn tay là do đời trước hay dùi thủng tay sinh vật. Kẻ trần hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa, đứng trước thánh tượng Phật. Người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng Phật ở mấy hiên làm khói sông tường. Người đời nay bị đi kẹo chân là do đời trước thấy bậc sư trường không đứng dậy. Người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật.
Người bị trang thấp hoặc bớt là do đời trước thắng Phật, chẳng lẽ lại cầm tay gò trang. Người đời nay rục cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rục đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sinh. Người đời nay bị bệnh ho xuyền là do đời trước ngày mùa đông da rét cho người thức ăn lành. Người đời nay không có con là do đời trước hay bắt chim non giết thịt người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sinh vật. Người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm. Người đời nay chết non là do đời trước hay sát sinh. Người đời nay giàu to là do đời trước hạnh bố thí. Người đời nay có xe ngựa là do đời trước cúng dâng tam bảo bằng xe ngựa. Người đời nay thông minh là do đời trước ham học ca và tụng kinh. Người đời nay ám đồng là do đời trước làm súc sinh mà lại. Người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà ham tích. Người đời nay hay nhảy nhót quay cuồng là do đời trước kiếp khỉ mà lại. Người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước hay phá hoại tam bào. Người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sinh. Kẻ đời nay có ác tính là do đời trước làm kiếp răng rết bò cáp mà lại. Người đời nay sao căn được đầy đủ là do đời trước chăm giữ giới. Người đời nay các căn không được đầy đủ là do đời trước phá giới mà lại. Kẻ đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lẫn mà lại. Kẻ đời nay ham mua hát là do đời trước làm nghề mua hát ả đầu phương treo mà lại. Kẻ đã tham đời nay là do đời trước làm kiếp chó mà lại. Người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ là do đời trước hay ăn một mình. Người đời nay bị mồm hôi thối là do đời trước hay mắng chửi rủa xả mà lại. Kẻ đời nay không có nam căn là do đời trước hay thiên chó lẫn mà lại. Kẻ đời nay ngăn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay mắng nhiếc các bậc tôn trường. Kẻ đời nay ham thông dâm với người ta chết đó làm loại ngang dịch. Kẻ đời nay hay thông dâm với chính thò họ thân chết đó làm chim công chim sẻ. Kẻ sen tiết kinh thư che dấu trí huệ không chịu nói cho người chết
đóa làm loài trùng ăn đất ăn gỗ. Kẻ hãy đeo cung tên súng đạn, cởi ngực chết đọa trong loài lục di, mượn mang mọi gờ. Kẻ ham sát sinh chết đọa vào trong loài lang thu. Kẻ hãy đeo tràng hoa chết đọa vào loài trùng tái thân. Kẻ hay mặc áo dài lược thược chết đọa làm con trùng đuôi dài. Kẻ hay nằm nằm chết đọa sinh vào trong loài lần. Kẻ ưa thích mặc áo sặc sỡ có sắc lòe loẹt chết đọa làm loài chim loang lộ. Kẻ hay nhài tiếng người hoặc hài hước điệu người chết đọa làm loài chim vẹt. Kẻ hay chê giễu người chết đọa làm loài trăng. Rắn ác độc kẻ hay làm buồn não người chết đọa làm loài trùng áo nào. Làm người hay tuyên truyền điều ác cho người ta tin chết đọa làm loài chim cú chim cắt. Người hay nói làm cho người ta bị ương quả tù tội chết đọa làm loài thú giả hồn. Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng chết đọa làm loài hưu nai. Người đời nay sinh vào loài có móng như móng ngựa, đời trước ham phong hạ khi, đời nay làm loài trùng khí bàn, đời trước dùng cối giả của tăng chung, đời nay bị làm loài trùng gật đầu. Đời trước buộc người ta phải ăn dè sen, nghĩa là bớt ăn của người, đời nay làm con mọt gẫm gồ. Làm thân cá dài, đời nay là do đời trước ăn dùng nước của chư tăng. Làm bẩn đất chúng tăng phải đọa làm loài trùng ở chốn bần, lấy trộm quả trái của chúng tăng phải đọa làm loài trùng ăn bùn đất. Loài trâu loài lừa kêu coi nghiến là do đời trước làm người ăn trộm của chúng tăng. Đời trước cưỡng sinh của tăng, đời nay làm loài chim bồ câu tranh. Đời trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu. Ăn rau của tăng phải đọa làm loài sâu ở các thứ rau đăng. Ngồi giường của tăng phải làm loài lương loài ngền. Dùng các đồ vật của tăng phải đọa làm loài thiếu thân. Đinh cốt bãi vào chùa nay phải đọa làm chim dài mò. Mặc áo vằn khoai bụi phân đánh mũi son vào chùa nay phải đọa làm chim đỏ mò. Mặc áo sặc sỡ vào chùa nay đọa làm loài chim lệ. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng thánh đầu thai. Ngồi quắt đáp vào tháp thờ Phật đời trước, đời nay phải đọa làm loài lạc đà.
đời trước đi giày dép vào chùa hoặc tịnh xá, đời nay phải đó làm loại ếch ngoài chảo chuột vân vân. Đời trước nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm ồn, đời nay phải đó làm loài chim bách thiệt. Làm ô uế tình hạnh của tăng ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật. Có trăm muôn dòng đau, bay xuống một lần chém tan thân thể. Khi đó A Nan bạch Phật rằng: Lại Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào của chúng tăng thật là tội nặng. Nếu như thế thì bôn chúng đàn việc làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được. Phật nói: Người đến chùa tăng có hai thứ tâm, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính. Thỉnh kinh hoái nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền, kiến lập tam bảo không tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp. Những người như thế cất chân một bước tức là bước lên thiên đường, đời vị lai hưởng phúc như cây bồ đề già. Đó gọi là người tối lương thiện vậy. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa chỉ nhìn xin chúng tăng như là đòi mượn tiền của, hoặc chỉ trích chư tăng vạch to những lỗi lầm chuyên chủ phá hoại mà thôi, hoặc ăn của tăng không có thẹn hồ, nào bánh quả rau đầu cấp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết hoàng, vạc nước sôi lò than núi đau rừng kim, phải chịu bị trừng phạt đó, tức là kẻ tối hạ ác nhân vậy. Phật lại dặn A Nan rằng: Phải răng bảo cho đệ tử của ta, đời mai sau khi đến chùa phải cẩn thận chớ phạm của tam bảo, phải gắng sức tôn sùng thành thật chớ có thoái tâm. Nghe theo lời Phật tới khi ngài Di Lặc xuất thế, quyết định được độ thoát không nghi ngờ. Phật nói: Đời nay cướp lộc áo của người ta, chết đọa vào địa ngục hàng băng, sao đọa làm loại tầm bị người ta nung nấu kéo tơ. Đời nay chẳng muốn đốt đèn xoay kinh, cũng tường chế đọa vào địa ngục hắc ám, trong nuôi thiết gì. Đời nay làm kẻ đồ tế mộ giết chúng sinh, chết đọa vào trong địa ngục đau kiếm thù. Đời nay hay đi săn bắn, quýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết cư. Đời nay hay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng.
đời nay cưới nhiều vợ sau khi chết đọa vào địa ngục thiết khải, đời nay lấy nhiều chồng sau chết đọa vào địa ngục độc xà. Đời nay hay thui luộc gà sau khi chết đọa vào địa ngục hôi hà, đời nay hay cạo lông lần vặn lông gà sau khi chết đọa vào địa ngục quạch than, đời nay hay hoàng thiên cho lợn sau khi chết đọa vào địa ngục tim thành, đời nay hay uống rượu say khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng, đời nay hay băm chém chúng sanh sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân, đời nay lấy trộm quà của chúng tăng sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết hoàng, đời nay hay làm ăn ruột thịt cho lần khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước dài, đời nay làm mẹ ghe cay nghiệt với con vợ cả sau khi chết đọa vào trong địa ngục quá xa, đời nay hay nói lưỡi đôi chiều làm cho người ta ẩu đả nhau sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê, đời nay hay nói thiêu dệt hạ nhục người sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt, đời nay hay nói dối sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm, đời nay hay sát sinh cung tế tà thần sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đôi, đời nay làm bà đồng khi lên đồng giả làm lời nói của quỷ thần để dối lừa người ta lấy tiền của, sau khi chết đọa vào địa ngục nhục sơn, đời nay làm bà đồng nhắm mắt nhìn xuống đất dối người trên trời lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm yêu, đời nay làm bà đồng báo người sát sinh cung tế để cầu ông thần lớn hoặc học ngũ đạo thổ địa thổ công ông hoàng bà chúa, cả như thế đều làm lừa dối kẻ ngu lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục trước bị ngờ quân ngục ra băm chém mổ xả thân thể, lại bị con chim mỏ sắc mổ môi hai mắt, đời nay làm thầy bói phù thủy ông đồng hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mả, xem gia trạch đoan cát hung năm họ tiện lời, an long giận mạch trân ác suy hòa để lừa đo dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điềm tốt xấu các bọn người này sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đồng. Có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ thịt ăn, rai rỉa gân xương chịu khổ vô cùng, đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục châm chích,
toàn thân bị thiêu đốt, đời nay làm kẻ phá thấp quậy chùa lường gạt chữ tăng. Bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ. Qua tám địa ngục lớn nhỏ, 136 sở, lâu một kiếp hai kiếp, cho đến năm kiếp nhiều hậu mới được ra. Nếu gặp bậc thiện tri thức giao qua phát tâm Bồ Đề, bằng không lấy đọa địa ngục nữa. Phật nói, làm thân người rất hoa hôi thối nhơ bẩn, đầy lòng vẫn tức khó gỡ bỏ. Kẻ đó trước làm giống lạc đà được tái sanh, người hay đi đây đi đó ăn khỏe, không tranh nguy hiểm khó khăn. Kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh, người hay sống pha đi nắng đi rét tâm không ghi nhớ. Kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh, người tiếng nói to hồm hồm không biết thẹn hồ nhiều ái niệm, không phân biệt phải trái. Kẻ đó trước làm giống lừa được tái sinh, người hay tham ăn thịt làm gì cũng sợ. Kẻ đó trước là giống sư tử được tái sinh, người thân cao lớn mắt tròn tính hay lận tranh, những nơi đầm rộng và ghét bỏ vợ con. Kẻ đó trước là giông hổ được tái sinh, người lông trên mình dài mắt nhỏ không muốn ở yên một chỗ. Kẻ đó trước là giông chim được tái sinh, người có tinh phản phúc hay lại hay sát hại sâu trùng. Kẻ đó trước là giống giá hộ mà tái sinh, người có sức khỏe mạnh cường trang, ít dâm dục không yêu vợ con. Kẻ đó trước làm giống cho sói mà tái sinh, người không ham mặc áo đẹp, mê tín hay rình bắt kẻ gian phi, và ít ngủ đa sân nộ. Kẻ đó trước làm giông chó mà tái sinh, người hay dâm dục và hay nói, lại được nhiều người yêu. Kẻ đó trước làm giống chim vẹt mà tái sinh, người hay vui trong nhân chung, lời nói nhiều phiền phức. Kẻ đó trước làm giống loài chim yên mà tái sinh, người thể dốc bé nhỏ, ham dâm dục ý chẳng chuyên định, thấy sắc đẹp tâm sinh mê hoặc. Kẻ đó trước làm loài chim sẻ mà tái sinh, người mắt có sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuốn mình lại. Kẻ đó trước làm loài trăng răng được tái sinh, người nói ra lời có tánh giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra lửa độc. Kẻ đó trước làm giống bỏ cạp rết mọt gỗ được tái sinh, người hay ngồi một mình ăn đêm ít ngủ. Kẻ đó trước làm loài hồ được tái sinh, kẻ hay đào tường khoét vách ăn trộm, tham của đầy lòng oán hận, không có tình thân sơ.
kẻ đó trước làm loài chuột được tái sinh. Phật nói, kẻ phá hoại chùa tháp cất dấu của Tam Bảo, làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào địa ngục A Tỳ, từ địa ngục được thoát ra lại đọa làm thân súc sinh. Như chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương, chim oanh vũ, chim thanh tước, cá dại khỉ dưỡng hữu nay, nếu được làm người phải đọa thân hoàng môn, hoặc con gái hãy căng, không căng hay kẻ dâm nữ, làm người hay giận tức chết đọa, làm loài rắn độc sư tử hổ báo, gấu bi mèo hồ chim ưng gà. Nếu đức làm người hay nuôi gà lần, kẻ đồ nhi, kẻ săn bắn, kẻ chạy lưới, bắt cá và quân canh ngục làm người, gặp ngu si chẳng hiểu đạo lý, chết đọa làm loài voi, loài lợn, trâu dê, trâu nước, rận cháy rồi mũi kiên. Các thân hình nếu được làm người thì mù điếc câm ngầm, gụ công các căn không đủ, không hay thụ giáo pháp làm người hay kiêu mạn, chết đọa làm loài bò trong đống phân, hoặc làm loài lừa chớ năng, loài chó, loài ngựa, nếu được sinh làm người phải đọa làm thân nô tỳ nghèo cùng ăn mày, bị mọi người khinh rẻ, làm người nhân hình thế quan mà tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn, lúc đó có trăm ngàn muôn người lại cắt thịt mà ăn, đời nay chỉ muốn đứng trước người ta, chết đọa làm loài voi trăng, chân thẳng không được nằm, đời nay phá trại ăn đêm, sau khi chết đọa làm loài quỷ đói, trăm ngàn muôn năm không được uống ăn, lúc bước đi trên đầu phục ra lửa, đời nay ham cởi trận ngồi, sau khi chết đọa làm loài trùng hàng giò, đời nay hãy mang cắp đồ trai dư về, ăn uống chết đọa vào trong địa ngục nhiệt thiết. Sau khi sinh vào cõi nhân gian, mắc chứng bệnh yết hầu và chết non, đời nay lễ Phật đầu chẳng sát đất, chết đọa vào địa ngục đảo quyền. Sau khi sinh vào cõi nhân gian, phần nhiều bị lừa dối, đời nay lễ Phật không chấp tay, sau khi chết sinh nơi biên địa, làm nhiều thu hoạch ít, đời nay nghe tiếng chuông không ngồi dậy, sau khi chết đọa vào trong loài trăng, thân to dài bị vi trùng môi rút ăn, đời nay chấp hai bàn tay dùng tài với nhau để lễ Phật, chết đọa vào địa ngục phản phục, sáu sinh trong đạo người gặp nhiều việc ác, đời nay chấp tay và năm thể rạp xuống đất chí tâm lễ Phật, đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý, thụ hưởng khoái lạc, người khỏe giận và buồn phiền, và là do đời trước
có bệnh điên cuồng, người bị con người lệch về một bên, là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. Người đời nay bên vợ mắng cha mẹ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm thiệt. Đời nay lấy nước đổ vào rượu rồi bán cho người ta, sau khi chết phải đọa làm loài trùng trong nước. Khi sinh cõi nhân gian mắc chứng bệnh thùng và đoạn khí mà chết vậy. Phật lại bảo A Nan rằng, như trên ta đã nói rất nhiều, các sự đau khổ đều do nghiệp thập ác mà ra, thượng là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sanh, hạ là nhân duyên ngã quỷ. Tội sát sanh khiến chúng sanh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, sao được sanh làm người? Phải hai thứ quả báo, một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là vợ không trinh lương, hai là vợ tranh nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh, sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt vậy. Phật lại bảo A Nan rằng, như trên ta đã nói rất nhiều, các sự đau khổ đều do nghiệp thập ác mà ra, thượng là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sinh, hạ là nhân duyên ngạ quỷ. Tội sát sanh khiến chúng sinh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh, sao được sinh làm người? Phải hai thứ quả báo, một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh, sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh, sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là vợ không trinh lương, hai là hai vợ tranh nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh, sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt.
tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau khi sinh làm người phải hai thứ quả báo, một là bị họ hàng phá hoại, hai là bị anh em họ hàng tệ ác. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Sau khi sinh làm người phải hai thứ quả báo, một là thường phải nghe tiếng ác, hay là có nói ra điều gì là tranh cãi kiện tụng. Tội ý ngữ cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Sau khi sinh làm người phải hai thứ quả báo, một là nói phải chẳng ai tin, hai là lời nói không được rành rọt. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Sau khi sinh làm người phải hai thứ quả báo, một là tham tài không chán, hai là cầu nhiều không toại ý. Tội sân hận cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau khi sinh làm người phải hai thứ quả báo, một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi, hai là thường bị người ta làm não hài. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Sau khi sinh làm người phải hai thứ quả báo, một là thường sinh vào nhà tà kiến, hai là tâm thường nịnh hót không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết nghiệp thập ác như thế đều là mọi sự đau khổ, đều là mọi sự đau khổ chưa chất một nhân duyên lớn. Lúc bấy giờ trong đại chúng con người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: lại Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khỏi khổ ấy? Cuối sinh Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Phật nói: các ngươi hãy giao hóa cho hết thảy chúng sanh, chúng là nghiệp phúc. Thế nào là tu phúc? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại hóa chủ, đứng ra xây cất chùa tháp tịnh xá, đời vị lai được phúc làm quốc vương, thông linh vạn dân khắp nơi đều quy phục. Đời nay làm ấp vương trung chính duy na luận chủ, đời sau sẽ được làm vương thần phụ tương, châu quận đầu đủ tôn sang. Đời nay khuyên quá nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm người trưởng giả giàu sang. Mọi người kính nể bốn đường khai thông, đời nay hay đốt đèn nôi sang, đời sau sinh vào cung trời nhật nguyệt.
Quang minh tự chiếu soi, đời nay ham làm việc bố thí và từ tâm, nuôi dưỡng sinh mạng đời sau, sinh nơi giàu có ăn mặc tự nhiên. Đời nay hay có người muốn món ăn uống, đời sau sinh chôn bếp trời tự đem lại sắc lực đầy đủ. Thông minh lâu dài cho thức ăn loài súc sanh được bách bội bao, cho thức ăn kẻ nhất xiển đề được ngàn bội bao, đa cúng dường thầy tỳ kheo trì giới được vạn bội bao, nếu cúng dường các vị pháp sư lưu thông đại thừa giảng tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tâm mắt được vô lượng bao. Cúng dường Bồ Tát chư Phật thọ báo vô cùng, cúng ba bậc người quả báo vô tận. Một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Một lần cúng món ăn mà được phúc báo vô lượng như thế, nếu hay thường thường cúng dường thì phúc mấy bao giờ cũng tấn được. Đời nay xôi nước tắm cho chúng tăng, đời sau sinh chôn áo mặc tự nhiên. Có mọi người kính nể, thân hình đoan chính mặt mắt tươi đẹp. Đời nay tán dương Phật và ham học tụng kinh Pháp. Sinh thân đời sau, tiếng nói hòa nhã, nhiễm màu ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay giữ giới, sinh thân đời sau đoan chính hoài nghi. Các bậc tối thắng trong ngoài, đời nay hay đào giếng hoặc để chùm, để thùng nước cho người qua lại dùng. Trồng cây bên đường cho người nghỉ mát, đời sau sinh xứ nào cũng làm nhân vương. Trăm mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại. Đời nay hay viết chép kinh pháp cho người đọc, đời sau sinh xứ nào miệng biển đa tài. Học pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu. Chư Phật Bồ Tát thường thường gia hộ là tôi thắng trong loài người. Và thường làm bất thưởng thu, đời nay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông. Đời sau sinh xứ nào có đầy đủ bãi bao, mọi người khen kinh và chiêm ngưỡng đi lại ra vào được người nâng đỡ. Phật bảo A Nan rằng: các chỗ trong kinh như ta nói, nhân quả khuyên chúng sinh đọc tụng tu hành, được qua khỏi khổ nạn. Nếu nghe kinh này sinh lòng phỉ báng, kẻ đó ngay đời hiện tại lưỡi sẽ bị rơi rụng. Khi đó A Nan bạch Phật rằng: lại Đức Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì và khuyên phát thế nào, cuối xin ngài chỉ giáo. Phật bảo A Nan rằng: kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là kinh Bồ Tát Phát Nguyện Tu Hành. Thọ trị như thế,
Phật nói kinh xong, trong chung của tám vạn người trời, phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Và có trăm ngàn người con gái chuyển nữ thành nam, 1.200 ác nhân bỏ y ác, biết mạng trước mình vô lượng, người trời được vô sinh nhận, thường được hưởng khoái lạc, vô lượng thính giả sinh các tịnh độ, cùng được làm bạn với chư Phật Bồ Tát, hết thảy đại chúng về nhà làm phúc hoan hỷ phụng hành. Nam mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ma ha Tát.